Ánh Ngọc xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thời sự nóng hổi, cập nhật liên tục trên tin tức mới. Chương trình hôm nay của chúng ta sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Tập 17 chương trình Cơ hội đổi đời ghi hình tại thành phố Đà Lạt sẽ phát sóng vào lúc 20 giờ 30 phút thứ ba ngày 27 tháng 4 trên kênh HTV7 và 8 kênh truyền hình địa phương với sự góp mặt của dàn khách mời khủng gồm ca sĩ diễn viên Harry Won, ca sĩ Thành Thảo và cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Minh Phương cùng với sự dẫn dắt quen thuộc của hai MC Đại Nghĩa và Việt Hương. Với sự góp mặt của Harry Won trong vai trò khách mời lần này, khiến MC Đại Nghĩa và Việt Hương không khỏi phấn khích vì sự lăn xả của bà xã Trấn Thành trong chương trình. Harry Won từ đầu còn khẳng định sẽ không sợ bị xấu, đen da dưới trời nắng gắt và cho rằng đó là những khó khăn mà cô phải vượt qua để giúp đỡ người nghèo. Được biết, trong tập phát sóng tuần này, Harry Won phải thực hiện thử thách cá nhân của mình dưới áp lực thời gian phải chạy liên tục vì số tiền 30 triệu đồng sẽ giảm dần. Điều này càng khiến nữ ca sĩ tự hối thúc bản thân phải hoàn thành thử thách càng nhanh càng tốt, cùng với sự hỗ trợ nhiệt tình của MC Đại Nghĩa. Theo như những hình ảnh được tiết lộ từ nhà sản xuất, Harry Won dường như kiệt sức sau khi gấp rút hoàn thành thử thách. Bà xã Trấn Thành ngã quỵ dưới chân MC Đại Nghĩa để lấy lại sức lực sau khi phải vận động liên tục trong thời gian ngắn. Chốt chặn bên kia sân khấu, Việt Hương cho biết cô cũng khá lo lắng với thử thách lần này của Harry Won. Ngay từ khi Harry Won nhận nhiệm vụ thì nữ MC liên tục liên hệ người dân xung quanh để tìm kiếm thêm sự giúp đỡ. Nhưng vì thời gian thực hiện còn lại quá ngắn nên Việt Hương cũng đánh bất lực nhìn từ xa cổ vũ. Sau pha vượt cạn thành công của mình trong chương trình, Harry Won cho hay: "Thực sự em rất bối rối, tại vì trí nhớ của em nó không có được tốt. Em nó không đủ thông minh để ghi nhớ hết những dữ kiện trong thử thách, nhưng cũng may là có anh Đại Nghĩa ở bên cạnh, trời ơi." Vì quá mệt, Harry Won vừa nói vừa thở gấp. Thậm chí, nữ ca sĩ còn nhầm lẫn luôn cả giới tính của Việt Hương khi gọi nữ danh hài là anh trên sân khấu. Cũng trong màn chào đón Harry Won, Việt Hương và Đại Nghĩa liên tục khen bà xã Trấn Thành không chỉ thông minh, xinh đẹp mà còn có khả năng vận dụng ngôn ngữ tiếng Việt khi nói rất lưu loát. Chương trình Cơ hội đổi đời sẽ phát sóng vào lúc 20 giờ 30 phút thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7 và 8 kênh truyền hình địa phương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn chú ý theo dõi đến cuối bản tin ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin này hữu ích, quý vị và các bạn đừng quên chia sẻ tới nhiều người cùng xem và nhớ đăng ký kênh để đồng hành cùng tin tức mới. Ánh Ngọc xin kính chúc quý vị và các bạn mạnh khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin tiếp theo.